Bẩm Đoan quận công, Tống Phước chị tôi vốn là người Tống Sơn Thanh Hóa, nay là Lưu Thù xứ Thuận Hóa. Biết tin Đoan quận công mang quân và trấn thủ đất Thuận Hóa, nên tới dâng nộp bản đồ sổ sách và xin được phò tá Đoan quận công. Đoan quận công, dân chúng ở đây đã ngưỡng mộ, mến phục ngài đã lâu. Nay ngài tới cai quản đất này, dân làng Ái Tử cũng đem dâng 7 vò nước trong và xin được theo về. Vừa rồi, ở vùng Thanh Nghệ gặp lũ lụt, dân phiêu tán tới đây rất nhiều. Các người phải chú ý quản lý cho tốt. Đệ mạn phép xin Thái Sư giao Quảng Nam cho đệ để lo việc trước mắt. Dẫu sao đệ cũng đã quen việc, quen quân dân ở đấy. Bao giờ việc ngoài này được yên ổn, Thái Sư cất nhắc điều người vào ấy chấn giữ cũng chưa muộn. Năm 1558, họ Trịnh ngày một vững chắc trong triều đình Thăng Long. Trước những biến động chính trị trong chính quyền đàng ngoài, Nguyễn Hoàng xin vào trấn thủ vùng biên viễn Thuận Hóa để tránh thế lực của Trịnh Kiểm. Đây chính là sự kiện khởi đầu cho việc xây dựng chính quyền ở đằng trong của 9 đời chúa Nguyễn về sau. Vậy là em sắp đi thật sao? Cha và anh Nguyễn Uông đều đã ra đi cả. Giờ em cũng phải vào tận vùng đất hoang vu tận cùng. Chị em ly tán người Bắc người Nam. Bấy lâu em phải ẩn thân giữ mình trước thế lực của Trịnh Kiểm. Này trạng trình Nguyễn Bình Khiêm cho lời khuyên đi về phía Hoành Sơn, em xin đi vào Thuận Hóa. Lần này âu cũng là dịp để tính kế lâu dài. Chị, em phải cảm ơn chị đã tìm cách xin cho em vào vùng đất ấy mới phải. Em đừng nói như vậy. Chị một bên là chồng, một bên là em trai, thực khổ tâm vô cùng. Em bảo toàn được tính mạng là điều chị không mong gì hơn. Chị yên tâm, ở bên em không chỉ có gia quyến mà còn có nhiều tướng tá tài giỏi. Từ cậu Nguyễn Ư Dĩ, Mặc Cảnh Huống đến hàng nghìn đồng hương thân tín Thanh Nghệ đều đồng lòng cùng em đi vào Thuận Hóa. Ừ, có họ sát cánh ở bên, chị tin là em sẽ được bảo vệ tốt nhất. Chỉ mong ông trời đừng thử thách quá nhiều. Vậy là đoàn thuyền đã đi qua cửa Việt Yên, tức là đã tới Thuận Hóa rồi. Các ngươi nhìn đi, đây là gò Phù Sa, thuộc xã Ái Tử. Ta sẽ cho đóng trại tại đây và chọn nơi đây làm thủ phủ, gọi là Dinh Ái Tử. Bẩm Đoan quận công, Tống Phước chị tôi vốn là người Tống Sơn Thanh Hóa, nay là Lưu Thù xứ Thuận Hóa. Biết tin Đoan quận công mang quân và trấn thủ đất Thuận Hóa, nên tới dâng nộp bản đồ sổ sách và xin được phò tá Đoan quận công. Đoan quận công, dân chúng ở đây đã ngưỡng mộ, mến phục ngài đã lâu. Nay ngài tới cai quản đất này, dân làng Ái Tử cũng đem dâng 7 vò nước trong và xin được theo về. Nước có nghĩa là đất nước, là quốc gia. Này chúa thượng mới đến mà dân đem nước dâng lên, có lẽ là điểm được nước đó chăng? Việc trời tất có hình tượng, đấy là phúc trời cho đó. Ta vừa tới đây đã được người người theo về giúp sức, ấy là phúc phận lớn lắm. Vậy ta cùng các ngươi hãy cùng nhau hợp sức, củng cố những việc căn bản để công nghiệp ở Thuận Hóa được yên. Tuân lệnh Đoan quận công. Bắt đầu trấn thủ vùng biên viễn Thuận Hóa, năm 1558, Nguyễn Hoàng đã quyết tâm xây dựng đàng trong thành một chính quyền độc lập với đàng ngoài. Ông chính là người đặt viên gạch đầu tiên cho việc xây dựng đất đàng trong thời các chúa Nguyễn. Năm 1558, Nguyễn Hoàng bắt đầu vào trấn thủ đất Thuận Hóa. Với quyết tâm xây dựng cơ đồ ở phía Nam, ông khuya sớm vỗ về dân chúng, thu dùng hào kiệt. Với tài lãnh đạo và lòng nhân đức của mình, ông ngày càng được dân chúng mến phục. Vậy là chúng ta đã theo chân Đoan quận công vào đây được gần một năm rồi đấy các ông các bà nhỉ? Ở đây tuy vất vả, nhưng nhờ Đoan quận công nhân hậu khoan hòa, biết lo cho dân chúng, nên đời sống cũng tạm yên. Giờ này mà còn ở Nghệ An, chắc đang chịu cảnh lũ lụt khổ cực lắm. Thật sao? Ở ngoài ấy lũ lớn lắm hả? Các con à, cả một vùng Thanh Hóa Nghệ An đều chịu cảnh lũ lụt đói kém. Các con định bỏ xứ mà đi đâu? Chúng ta sẽ đi về phía Nam,
vào xứ Thuận Hóa. Trời đất, sao vào tận trong vùng đất ấy? Nhưng ở phía Bắc, họ Trịnh và họ Mạc chiến tranh liên miên. Ngược lên ấy, không biết có kế sinh nhai hay không? Nhà con nói đúng đấy ạ. Chi bằng cả nhà vào vùng Thuận Hóa. Con nghe ở nơi ấy khô cằn sỏi đá, nhưng các quan chấn xứ chịu khó vỗ về dân chúng, siêu thuế nhẹ nhàng. Họ lại đều là người gốc Thanh Hoa, Nghệ An như chúng ta. Đợt lụt này dân lưu tán vào phía Nam nhiều lắm ạ. Vừa rồi, ở vùng Thanh Nghệ gặp lũ lụt, dân phiêu tán tới đây rất nhiều. Các người phải chú ý quản lý cho tốt. Bẩm đoan quận công, chúng ta đã tới đất Thuận Hóa được gần một năm rồi. Vào vùng đất mới cằn cỗi, lại là nơi lưu đầy tội nhân. Công việc nhiều bộn bề giải quyết chưa xuể. Này lại thêm một số lượng dân nghèo phiêu tán kéo tới. Họ là đám người nghèo khổ, e sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Tâm lý của dân chúng là hễ nơi đâu làm ăn được và sống yên ổn thì họ cũng sẽ giữ lòng bền vững với vùng đất ấy. Ta nắm cương vị là người đứng đầu, phải nghĩ kế sách cho dân chúng được ấm no thì họ tự khắc biết tốt xấu. Còn nếu xua đuổi họ, để họ vào đường cùng, đói rách thì họ sẽ buông thả lệch lạc. Bà gì làm đấy, rất khó lường và gây hại cho ta. Vậy nên hãy giang tay cưu mang họ, họ sẽ theo về xây dựng vùng đất mới. Theo ta thì công việc bây giờ mới bắt đầu, các ông sẽ còn vất vả nhiều. Quả đúng là vậy, quận công đúng là người sáng suốt. Bây giờ các ông hãy quản lý số nhân khẩu cho tốt, sau đó phân chia sắp đặt ruộng đất cho hợp lý, để dân chúng mang sức mình tạo ra của cải. Ta cũng sẽ bàn bạc với trấn thủ Quảng Nam để xem xét lại thuế má chừng mực cho dân đỡ khổ. Đoàn quận công quả thực sáng suốt. Với những cố gắng của mình, Nguyễn Hoàng vỗ về quân dân, thu dùng hào kiệt, siêu thuế nhẹ nhàng, được dân mến phục, xưng tụng là chúa tiên. Nghiệp đế dựng lên thực là xây nền từ đấy. Để biết thêm về công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam của chúa Nguyễn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau 10 năm Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa, ông cùng tổng trấn Quảng Nam là Bùi Tá Hán trông giữ đất đai, toàn quyền quyết định việc ở Thuận Hóa, Quảng Nam. Tháng 3 năm 1568, Bùi Tá Hán mất, Nguyễn Hoàng bằng sự khôn khéo của mình đã tìm cách để được trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Trấn quốc công đã đi rồi sao? Đoàn quốc công, trước khi ra đi, cha tôi gửi ngài lá thư này. Đoàn quận công, 10 năm trước ngài vào nhậm chức trấn thủ Thuận Hóa, cùng ta lo việc trông giữ đất. Ta nhận thấy ngài là người biết lo cho dân nên được dân chúng hết sức cảm phục. Nay ta có mệnh hệ triều đình dự định đưa Nguyễn Bá Quýnh vào thay giữ, nhưng ta nhận thấy chỉ có ngài là người đủ sức gánh vác công việc ở đất này. Nếu ngài làm được thì có thể mở rộng đất đai, hùng cứ một phương. Cơ nghiệp nhà Nguyễn mà cha ngài hết sức gây dựng cũng vì thế mà được mở mang. Vậy ta có lời khuyên, ngài hãy mau mau ra Bắc một chuyến, tìm cách khôn khéo ứng xử với Trịnh Kiểm để ông ta đưa Nguyễn Bá Quýnh về Nghệ An. Chỉ cần nắm được cơ hội này, ngài có thể trấn thủ cả Thuận Hóa lẫn Quảng Nam. Được vậy thì ta ra đi cũng an lòng, bảo trọng. Xem ra sắp tới ta phải ra Bắc một chuyến rồi. Khấu kiến thái sư. Chớ đa lễ, dù sao chúng ta cũng là người nhà cả. Đệ hãy ngồi đi. 10 năm qua ở trong Nam, ta biết đệ cùng Bùi Tá Hán chấn nhiệm đất đai đều được phục cả. Có năm cho đặt đồn cửa biển, giữ miền duyên hải để phòng quân Mạc. Năm nay lại đích thân ra Bắc, dâng lương thực giúp triều đình. Ta rất hài lòng. Tất cả là nhờ có tổng trấn Quảng Nam Bùi Tá Hán giúp sức đấy ạ. Đệ và ông ấy thay nhau phát triển vùng đất phía Nam, quả là hợp ý. Chỉ tiếc là Bùi tổng trấn đã ra đi rồi. Vùng đất Quảng Nam vừa có vị tổng trấn mới, không biết bao lâu mới quen việc ở đó. Ta cũng đang lo lắng đây. Ta giao Quảng Nam cho Nguyễn Bá Quýnh, nhưng xét thấy ở Nghệ An cũng đang cần một người như ông ta. Thái sư, dù sao đất Quảng Nam cũng ở xa xôi, quân Mạc khó với tới, còn Nghệ An thì vẫn phải trông giữ chặt. Đệ mạn phép xin thái sư giao Quảng Nam cho đệ để lo việc trước mắt. Dẫu sao đệ cũng đã quen việc, quen quân dân ở đấy.
bao giờ việc ngoài này được yên ổn, thái sư cất nhắc điều người vào ấy chấn giữ cũng chưa muộn. Cũng có lý. Được, vậy ta phong đệ chấn thủ luôn đất Quảng Nam thay cho quận công Nguyễn Bá Quýnh, đệ hãy dốc sức mà làm cho tốt. Đa tạ thái sư. Năm 1569, sau chuyến ra Bắc lạy mừng Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng được phong làm tổng chấn tướng quân kiêm quản cả hai xứ Quảng Nam và Thuận Hóa. Lệ mỗi năm phải nộp thuế là 400 cân bạc, 500 tấm lụa. Để theo dõi từng bước tiến trong hành trình chấn thủ đàng trong của ông, mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Trong suốt thời gian cầm quyền của mình, Nguyễn Hoàng đã nhiều lần thư từ qua lại với Mạc Phủ Nhật Bản để thiết lập ngoại giao và không ngừng mời gọi thương nhân Nhật Bản đến giao thương. Tuy nhiên, cơ duyên cho mối quan hệ này lại mở đầu bằng sự kiện không mấy tốt đẹp. Đó là sự kiện một thương gia Nhật Bản hiệu là Bạch Tân Hiền Quý đến đàng trong giao thương. Có 5 chiếc thuyền lạ đang kéo đến cửa biển Việt Yên. Có khi nào là thuyền của Tây Dương không? Hay là thuyền ở đàng ngoài tới thám thính gì đây? Các người hãy đề phòng cẩn mật, và nếu cần thì phải chủ động tấn công khống chế chúng. Tuân lệnh. Người hãy khẩn trương về báo lại cho chúa thượng, tàu ngoại quốc đang cướp bóc bờ biển nước ta, và xin chúa đem quân tới xử lý chúng. Đám người ngoại quốc thật hỗn xược, mang tàu từ xa tới đây không biết điều, dám đem quân đánh vào bờ biển nước ta. Phụ vương, xin hãy cho con dẫn quân đi tiêu diệt chúng. Tốt lắm, Phúc Nguyên, ta giao cho con 10 chiến thuyền lớn. Con hãy tỏ rõ uy danh mà đuổi hết chúng ra khỏi bờ cõi. Tuân lệnh phụ vương. Bọn chúng chỉ có 5 thuyền, nay ta mang 10 thuyền đi để tỏ rõ uy danh và khuếch trương thanh thế, cho đám cướp biển phải truyền nhau hoảng sợ, chứ chẳng cần phải 10 chiến thuyền mới có thể đánh được chúng. Bẩm công tử, vậy bây giờ nên đánh như thế nào ạ? Các người hãy nhìn đây. Rút khỏi đây. Khởi bẩm chúa thượng, có tin từ công tử Nguyễn Phúc Nguyên báo về, 10 chiếc thuyền do công tử thống lĩnh vừa tiến thẳng đến cửa biển, đánh tan 2 chiếc thuyền giặc, khiến chúng phải sợ chạy hết rồi ạ. Tốt, rất tốt, con ta quả là anh kiệt. Năm 1585, thuyền buôn nước ngoài gây rối tại cửa Việt, khiến Chu Nguyễn phải mang quân đi đánh đuổi. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự hiểu lầm, và chính sự hiểu lầm này mang tới cơ duyên giữa chính quyền Đàng Trong và Nhật Bản. Để biết thêm diễn biến sự kiện này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 1585, một tổ buôn Nhật Bản gây xung đột với chính quyền Đàng Trong, tạo nên cơ duyên mở đầu cho mối quan hệ giữa Nhật Bản và Đàng Trong. Chúa Nguyễn Hoàng, bằng tài năng ứng xử khôn khéo cùng tầm nhìn cởi mở với thương mại, đã biến sự việc không suôn sẻ này thành một cầu nối ngoại giao tốt đẹp trong những thế kỷ sau. Cướp biển lại gây rối ở ven biển sao? Đúng vậy. Hình như gần 15 năm trước, chúng đã vào quấy phá nước ta bằng 5 chiến thuyền lớn. Nay hắn quay lại cướp bóc, thậm chí còn giết quan của ta rồi. Mau tung quân ra dẹp. Lần này nhất định phải bắt sống về giao nộp lên chúa thượng để trừng trị hắn. Người là người Nhật Bản sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ là thương nhân được chính quyền khuyến khích đi giao dịch buôn bán khắp nơi. Vùng đất của các ngài là một nơi quan trọng nên thuyền buôn mới đến neo đậu. Chúng tôi đã đến đây nhiều lần,
nhưng do tàu thuyền bị hư hại và do nhiều sự hiểu lầm nên mới ra nông nỗi này. Tôi xin thề, chúng tôi chỉ muốn đến để làm ăn ạ. Có thật là người Nhật các người muốn đến đây để buôn bán thật hay không? Dạ, thật chứ ạ. Được, vậy người hãy nói ta nghe về đất nước Nhật Bản và việc giao thương của các người để ta xem có đáng tin không. Phúc Nguyên, con cảm thấy tên Bạch Tân hiển quý này thế nào? Bẩm Phụ Hoàng, việc gặp gỡ hắn thật không may lại là trong một vụ xung đột. Nhưng đây chính là một cơ duyên chăng? Vì Bạch Tân hiển quý có thể chính là người giúp chúng ta thiết lập mối quan hệ với Nhật Bản. Con nói rất đúng ý ta. Lần gặp gỡ Bạch Tân hiển quý này, ta nhân cơ hội muốn gửi thư cho Gia Khang Công, vị Shogun mới của Nhật Bản, hỏi cách ứng xử với thủy thủ Nhật Bản trong các sự việc tương lai, đồng thời thiết lập quan hệ buôn bán. Còn hãy thay ta đặt liên hệ chính thức đầu tiên với họ. Là con sao? Đúng vậy. Tôi, An Nam Quốc, Thiên Hạ Thống Binh, Đô Nguyên Soái, Thụy Quốc Công, đến nay thỉnh thoảng nhận được hảo ý của Gia Khang Công. Tháng 4 mấy năm trước, thuyền của Hiền Quý lúc ghé vào Thuận Hóa không may gặp bão, thuyền bị hư hại. Lúc đó chẳng biết Hiền Quý là thương gia tốt nên đánh nhau với thuyền viên. Ở đây xin ngài hiểu cho tâm tình của tôi, bỏ qua những việc đã xảy ra. Nếu được vậy, tôi rất cảm ơn ngài. Tiện đây tôi xin gửi đến cấp trên ngài một bức thư và xin ngài vui lòng chuyển cho. Trong lá thư đầu tiên gửi đến chính quyền Nhật Bản, chú Nguyễn đã thể hiện sự tiếc nuối về sự việc của Bạch Tân Hiển Quý và cho đó chỉ là sự hiểu nhầm. Quan trọng hơn hết là ông thể hiện mong muốn thiết lập những quan hệ ngoại giao chính thức với Nhật Bản trong những năm tiếp theo. Chính quyền Nhật Bản sẽ phúc đáp như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem năm 1601, chú Nguyễn Hoàng gửi bức thư đầu tiên cho chính quyền Nhật Bản. Nhận thư, Mạc Phủ Nhật Bản đã bày tỏ niềm vui mừng được thiết lập quan hệ buôn bán chính thức với Đảng Trong thông qua sự hiện diện của những thuyền Châu Ấn. Đây là sự khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ thương mại giữa Đảng Trong và Nhật Bản nhiều thập kỷ sau. Bẩm tướng quân, có thư và lễ vật từ đất nước An Nam vừa được gửi tới. Thỉnh tướng quân xem xét ạ. Bẩm, vật hạng mà họ gửi tới gồm 5 loại: 1 khối kỳ nam, 3 tấm lụa trắng, 10 bình sữa ong chúa, 100 cây gỗ lôi, 5 con chim khổng tước ạ. Quả là những lễ vật rất hậu. Tướng quân, trong thư viết gì vậy ạ? An Nam Quốc, Đại Đô Thống Thụy Quốc Công viết thư kể chuyện một thương gia nước ta sang nước họ vì hiểu lầm mà hai bên xung đột. Họ hỏi cách ứng xử với người Nhật Bản nếu có sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra trong tương lai, đồng thời thiết lập quan hệ buôn bán với nước ta. Các ngươi thấy thế nào? Bẩm tướng quân, việc này tốt quá ấy chưa ạ? Người nói xem. Xưa nay hàng hóa của người Hoa có vai trò rất quan trọng. Ấy vậy mà suốt 200 năm qua, người Hoa thực hiện chính sách hải cấm để cấm dân ta ra bên ngoài bằng đường biển. Gần đây hoàng đế nhà Minh đã bãi bỏ chính sách này, nhưng vẫn nghiêm cấm mọi hoạt động giao thương với Nhật Bản chúng ta. Trong lúc khan hiếm những mặt hàng quan trọng của người Hoa, chúng ta buộc phải có chính sách khuyến khích tàu thuyền tới các cảng thị Đông Nam Á để thu mua hàng hóa. Xứ An Nam có đường giao thông thuận lợi, đóng vai trò trung gian giữa vùng ven biển Đông Nam Á và Trung Hoa, lại có nhiều mặt hàng quý hiếm, thực là một nơi thuận lợi hiếm có để đặt quan hệ buôn bán ạ. Người nói rất đúng ý ta. Nay phía An Nam đã có những lời thịnh tình như vậy, ta cũng phải đáp lễ sao cho đáng. Thân gửi An Nam Quốc, Đại Đô Thống Thụy Quốc Công, tôi đã nhận được thư của ngài và đọc nhiều lần. Thuyền sứ tôi xuất buồm từ Nagasaki đến Quý Quốc, gặp bão bị hư tổn mà trong các thuyền viên Nhật Bản lại có kẻ giết người như thế, thì quan của Quý Quốc phải trừng trị hành động ấy. Những phẩm vật từ Viễn Quốc tôi rất ít khi được thấy nên cảm thấy rất quý. Bây giờ Nhật Bản chúng tôi mọi nơi đều thái bình. Thương gia Nhật Bản khi vượt biển đi buôn bán xa xôi không được vi phạm chính trị ở những nơi đi đến. Nên xin ngài yên tâm, thương thuyền của quốc gia chúng tôi khi đến Quý Quốc đều mang theo văn thư có áp dấu châu ấn. Đây là bằng chứng mà tôi đã công nhận là thương thuyền. Thương thuyền nào không mang thư châu ấn thì không nên cho thông thương.
tôi muốn gửi một ít vũ khí của nước tôi. Đây cũng giống như vật nhỏ mọn từ phương xa ngàn dặm gửi đến. Xin ngài bảo trọng. Lời thư phúc đáp chính thức đầu tiên của Mạc Phủ Nhật Bản Gia Khang gửi đến chúa Nguyễn Hoàng đã chính thức thiết lập mối quan hệ giữa hai triều đình. Sự khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ thương mại này đã cho thấy tầm quan trọng của Đàng Trong trong giao thương với Nhật Bản cũng như các nước trong khu vực. Năm 1592, ở Đàng Ngoài, sau nhiều năm mở các cuộc tấn công ra Bắc, Trịnh Tùng đã đem quân đánh bại nhà Mạc. Trước thế cục đó, Nguyên Hoàng ra Bắc yết kiến Trịnh Tùng và được phong chức Trung quân Đô đốc phủ, Tả đốc trưởng phủ, Sự thái úy Đoan Quốc Công. Ở đây, ông đã giúp Trịnh Tùng đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc. Thành Đông Kinh đã thất thủ rồi. Trịnh Tùng đã đánh bại quân Mạc và khiến vua Mạc Mậu Hợp bỏ chạy. Việc này với ta là phúc hay là họa đây? Là phúc hay là họa thì chưa biết. Nhưng họ Trịnh càng lên thì càng bất lợi cho người. Bây giờ họ gọi chúa công ra giúp sức đánh hết dư đảng họ Mạc. Phận dưới trướng không thể không nghe theo. Người tính thế nào ạ? Họ Trịnh càng ngày càng lên, quân sự hùng hậu, lòng người theo về. Ta thân cô thế cô, muốn trái ý chống lại họ lúc này thì khác gì lấy trứng chọi đá. Thôi thì lại ra Bắc một chuyến, xem tình hình tốt xấu như thế nào vậy. Chỉ e triều đình sẽ giữ chúa thượng ở lại ngoài Bắc và gây khó dễ thôi. Chẳng phải lần trước ra Bắc, người đã phải ở lại đó 3 năm đó sao? Lần trước ta ra Bắc, lúc Bùi Tá Hán mới qua đời, nhờ vậy mà mới có được vùng Quảng Nam. Lần này ra Bắc, biết đâu có nhiều thời gian để nắm bắt tình hình chính trị của đảng ngoài, để từ đó có bước đi phù hợp về sau. Tiết chế, gần đây tin thắng trận liên tiếp báo về. Cứ đà này, sự nghiệp Trung Hưng Vương Triều chẳng mấy chốc mà sẽ thắng lợi. Lần này, cháu cho người gọi cậu ra đây cũng là để giúp sự nghiệp Trung Hưng ấy. Cháu có ý phong cậu làm Trung quân Đô đốc, Phủ Tả đốc trưởng, Phủ Sự thái úy. Cậu ở Bắc giúp cháu đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc và các cuộc phản loạn khác. Ý cậu thế nào? Này được tiết chế tin tưởng giao phó, ta nào dám chối từ. Tốt, tốt lắm. Bây giờ quân Mạc có tới mấy vạn quân, chiếm giữ phủ Kiến Xương, đắp lũy đất ở bên sông và huyện Thanh Lan, cắm cọc gỗ ở sông Hoàng Giang để chống cự với quân ta. Ta cử tướng Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên đánh không được. Nay đã có cậu ở đây, ta giao cho cậu đốc xuất tướng sĩ, thống lãnh chiến thuyền của thủy quân mà tiến đánh chúng. Tuân lệnh. Vậy là từ đây, Nguyễn Hoàng ở lại đất Bắc ra sức đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc, lập nhiều công lao to lớn, giúp họ Lê Trung Hưng Vương Triều được triều đình tin tưởng trọng dụng. Sự nghiệp của ông sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Năm 1592, Nguyễn Hoàng ra Bắc giúp Trịnh Tùng đánh dẹp các cuộc chống đối của họ Mạc. Trong vòng 8 năm, ông mang quân đánh dẹp 4 phương đều thắng. Vì có công to nên họ Trịnh không vừa ý, thường gây khó dễ. Vì vậy, đến năm 1600, Nguyễn Hoàng đã tìm cách trở lại Đàng Trong. Đoàn Quận Công, tướng nhà Lê là Phan Ngạn, Ngô Đình Nga và Bùi Văn Khuê làm phản ở cửa Đại An rồi. Vậy thì cũng có sao, để ta mang quân đi đánh dẹp chúng. Kìa Đoàn Quận Công, họ Trịnh còn chưa có ý định cử người đi đánh dẹp, sao người phải nhọc lòng như vậy? Đúng vậy đây ạ. Người đã ra Bắc 8 năm rồi, mọi cuộc đánh dẹp đều có người đứng ra lo liệu dẹp yên. Thậm chí khi nhà Lê tổ chức thi tiến sĩ, ngài cũng phải làm đề điệu. Khi hai vua Lê đi Lạng Sơn thiết lập bang giao với nhà Minh, cũng là nhờ người theo hầu. Đến cả việc đánh quân thổ phỉ ở dãy núi Thủy Đường, ngài cũng phải ra tay. 8 năm ở lại Đông Đô, hai người con của ngài là công tử Hán và công tử Diễn đều đã chết trận cả. Trong 8 năm ở đàng ngoài, ta đã có nhiều cơ hội xem xét.
so sánh tình hình chính trị, kinh tế giữa hai miền và đã biết mình nên làm gì. Vậy nên lần này ta càng phải đích thân ra tay dẹp loạn Phan Ngạn, Đỉnh Nga, Văn Khuê. Nhưng để làm gì ạ? Để trở về đàng trong. Không lẽ người đã có kế hoạch rồi sao? Lần này về đàng trong, ta không bao giờ trở lại đàng ngoài nữa đâu. Cậu muốn mang quân đi dẹp loạn sao? Việc này ngài cứ để cho ta mang quân đi lo liệu. Chỉ trong một thời gian ngắn, bọn chúng sẽ tan rã ngay thôi. Vậy thì tốt quá. Cậu quả là một trợ thủ đắc lực, một vị quan trung thành của triều đình. Nhờ có cậu mà đất nước được ổn định. Vậy sắp tới cháu giao cho cậu mang quân đi dẹp loạn. Mong cậu giúp sức để cháu tập trung đối phó với họ Mạc ở Cao Bằng, họ Vũ ở Tuyên Quang. Người đâu, mau chóng cho thuyền rong buồm đi về Thuận Hóa. Tuân lệnh. Đoàn quận công Nguyễn Hoàng, ông ta dám tự ý đem cả tướng sĩ thuyền ghe bản bộ tiến thẳng về phía nam. Vậy ra Trịnh Tùng ta vừa bị cậu ruột lừa sao? Dạ bẩm, có khi nào đoàn quận công có ý định chiếm Thanh Hóa không ạ? Không cần biết ông ta có ý đồ gì. Người đâu, mau đưa nhà vua chạy về Thanh Hóa để giữ vững căn bản. Ngoài ra mang quân đuổi theo bắt sống toàn bộ đám người của Nguyễn Hoàng về đây cho ta. Tuân lệnh. Nhân việc mang quân đi dẹp loạn, Nguyễn Hoàng đã dùng mưu kế của mình để đem cả tướng sĩ, thuyền ghe bản bộ đi đường biển thẳng về Thuận Hóa, để con thứ năm và cháu nội ở lại làm con tin. Con đường trở về đằng trong của Nguyễn Hoàng liệu có suôn sẻ hay không? Sau 8 năm ở lại đằng ngoài giúp triều đình nhà Lê chống lại họ Mạc, Nguyễn Hoàng đã tìm cách trở lại đàng trong. Năm 1600, ông dùng mưu kế dong thuyền về thẳng Thuận Hóa, khiến Trịnh Tùng phải đem quân đuổi theo. Tuy nhiên, với lối ứng xử khôn khéo, Nguyễn Hoàng đã trở về Thuận Hóa và không bao giờ quay lại đàng ngoài nữa. Các người hãy nghe đây, tất cả chia ra đi về phía nam, quyết bắt cho được đoàn thuyền của đoàn quận công Nguyễn Hoàng, rõ chưa? Tuân lệnh tướng quân. Bẩm đoàn quận công, thuyền của ta đã bị dò ra tung tích rồi. Thuộc hạ đã cắt cử một bộ phận binh lính giữ chân quân họ Trịnh. Tốt lắm, hãy lệnh cho thủy quân phải chèo thuyền thật gấp. Có chuyện gì vậy? Sao thuyền lại dừng lại? Nguy rồi, quai chèo bị đứt hết cả rồi. Phải làm sao bây giờ ạ? Bẩm đoàn quận công, thảo dân có mang theo một mớ tơ sống, có thể dùng để buộc quai chèo. Này thảo dân xin dâng lên cứu nguy cho mọi người. Thứ này ngươi mang vào Thuận Hóa để làm kế sinh nhai ư? Dạ phải, nhưng giờ nó không cần thiết bằng việc làm sao để cứu mạng cho đoàn quận công. Tốt, tốt lắm. Nguyễn Hoàng ta có được lòng dân thế này thì còn gì bằng. Trở về rồi, đã về tới dinh ái tử rồi. Sau bao nhiêu năm lăn lộn ngoài Bắc, nay ta đã trở về vùng đất của mình rồi. Từ giờ trở đi, nơi đây là nhà, là quê hương, là đất tổ. Để con cháu ta dựng nghiệp, mãi mãi ta cũng không trở lại Đông Đô nữa. Là thư của Trịnh Tùng. Trịnh Tùng có ý trách ta, lời lẽ trách cứ hết sức mềm mỏng. May mà vừa rồi, con trai ngài là công tử Hải đón đường nói rằng chúng ta về Thuận Hóa chỉ nghĩ việc bảo vệ đất đai, thực không có ý gì khác, nên Trịnh Tùng mới không cho người đuổi đánh thêm nữa. Nay họ gửi thư trách tội, nên làm gì cho phải ạ? Để làm dịu tình hình, ta sẽ viết thư nhận lỗi, lấy thóc lúa vàng bạc ra Bắc cống nộp cho Trịnh Tùng và gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con cả của Trịnh Tùng. Nhưng nhỡ họ vẫn không chịu, lại đòi người phải ra chầu thì sao ạ? Thì ta quyết không ra chầu ngoài kinh nữa. Nay Nguyễn Hoàng ta quyết phát triển mở mang bờ cõi, sẵn sàng phòng bị, không để quân Trịnh vào đánh phá. Tuân lệnh.
Vậy là từ đây, Nguyễn Hoàng trở về đàng trong, ông dành trọn phần đời còn lại để gây dựng phát triển xứ Thuận Hóa, trở thành vùng đất đầy sức sống, đồng thời củng cố sức mạnh để chống lại họ Trịnh và mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Đàng trong, dưới thời cầm quyền của Nguyễn Hoàng, trước những lợi nhuận từ mối quan hệ giao thương với Nhật Bản, chính quyền đàng trong đã không ngừng gửi thư cho Mạc Phủ Nhật Bản để mời gọi các thương thuyền châu Ấn của Nhật Bản đến giao thương. Hiện nay, vẫn còn 15 lá thư được giữ lại thể hiện mối quan hệ hữu hảo đó. Ta biết, người sắp trở về nước nên có một chút tặng phẩm để người mang về biếu Mạc Phủ. Ngoài ra có lá thư này. Lá thư này ta gửi Đức Xuyên Gia Khang, người hãy cầm lấy. Thần biết, Chúa Thượng vẫn thường cùng tướng quân Mạc Phủ trao đổi thư từ. Tuy hai nước cách xa nhau, phong tục ngôn ngữ đều khác, nhưng điều đó thật là đáng quý đối với mối quan hệ giao hảo giữa hai nước ạ. Hai nước còn phải giao thương rất nhiều. Chính những người như ngươi, chứ không phải ai khác, là những sứ giả mang tới hòa bình, thịnh vượng cho hai quốc gia đấy. Đội ơn Chúa Thượng đã ưu ái. Ở xa nghe được biết Tể Chấp, đức hạnh vang danh, nhân ái xưng hùng khắp bốn cõi, giáo hóa truyền khắp, ân huệ nhuần thấm ở hai trời. Bản chức muốn tạo được lòng tôn quý đối với người đáng quý, nên năm ngoái mạo muội lấy thư mà bày tỏ lòng thành, cùng ít lễ vật địa phương. May được Tể Chấp thu nhận, rồi năm nay lại nhận được thư của Tể Chấp, tình xa lan tới tỏ rõ danh uy, khiến bản chức hân hoan không xiết. Huống gì lại tặng cho giáp trụ và khí giới, rồi ban lời hỏi thăm, như thế còn gì vẻ vang hơn nữa. Nghĩ rằng ngăn cách trời mây hơn ngàn dặm mà giữ mãi một tấm lòng tin yêu, đó là ý nghĩa quan trọng nhất trong thư của bản chức. Này nhân sứ giả trở về nên đem ít thổ sản để tỏ chút lòng thành, mạo muội chuyển đến cho Tể Chấp. Lễ vật tuy nhỏ nhưng xin vui lòng nhận cho. Mong về sau tin tưởng đến tấm lòng này, chẳng làm việc gì trái nghĩa, khiến hai nước càng thân thiết hơn nữa, mãi đến cả trăm ngàn vạn năm sau. Hoàng Định năm thứ tư, ngày 19 tháng 5. Thư hay, lời đẹp, thiếp vàng dát chữ đều đã đến tay. Tuy xa vời vợi mà thư từ thường xuyên qua lại, thì liên kết chẳng khác gì nước láng giềng. Đặc sản quý quốc gửi tặng đã nhận được trong danh mục, thật là chí tình. Những thương nhân đi biển xin với quả nhân rằng, ngày sau lúc đến Tệ Quốc, ở bờ biển hải đảo hay phủ huyện thôn ấp, không kể thuyền đến làm gỡ đều được trú chân yên ổn, lại cấp cho giấy chứng nhận, chỉ cốt cho lữ khách được ở yên ổn. Gửi tặng quý quốc vũ khí gồm 10 chiếc trường đại đao để tỏ lòng thành. Nay thuyền trở về vội vã, không kịp bày tỏ cho hết được, thư chẳng hết lời. Khánh Trường năm thứ 8, Quý Mão, ngày mùng 5 tháng 10. Qua những lá thư thể hiện mối giao hảo thân tình tốt đẹp của chính quyền đàng trong với Nhật Bản, có thể thấy dù trong thế cuộc chính trị chưa thật sự ổn định, chính quyền còn non trẻ, Nguyễn Hoàng đã cho thấy lối ứng đối ngoại giao khôn khéo, khẳng định vị thế chính trị của đàng trong. Sau năm 1600, Nguyễn Hoàng từ đàng ngoài trở về, quyết tâm xây dựng đàng trong thành một quốc gia độc lập với họ Trịnh. Ngoài việc xây dựng kinh tế, ông còn chú trọng phát triển Phật giáo. Người nhìn đi, ta xem hình thế núi sông, thấy giữa đồng bằng nổi lên một gò cao, trông như hình đầu rồng quay lại. Phía trước thì nhìn ra sông lớn, phía sau thì có hồ rộng, cảnh trí rất đẹp. Ở đây còn có khói hương nghi ngút nữa, không biết người ta gọi địa danh này là gì mà lại thờ cúng như vậy. Bác ơi, cho tôi hỏi, gò đất kia tên là gì vậy ạ? À, đó là đồi Hà Khê đấy ạ, gò này rất thiêng. Thiêng như thế nào? Bẩm, tục truyền rằng xưa có người đêm thấy bà già áo đỏ quần xanh ngồi trên đỉnh gò, nói rằng sẽ có vị chân chúa đến xây chùa ở đây để tụ khí thiêng cho biệt long mạch. Nói xong bà già biến mất. Bấy giờ nhân đấy mới gọi là núi Thiên Mụ. Mọi người rất tín nên thường tới đây thờ cúng cầu an đấy ạ. Vừa rồi ta đã đích thân đi xem xét địa thế đàng trong nhằm chuẩn bị mở mang cơ nghiệp. Trong lúc rong ruổi vó ngựa dọc bờ sông Hương ngược lên đầu nguồn, ta bắt gặp một ngọn đồi cao nhô lên.
Thế đất như hình một con rồng đang quay đầu nhìn lại. Ngọn đồi này có tên là đồi Hà Khê. Ta muốn xây dựng ở đó một ngôi chùa. Một ngôi chùa trên đồi Hà Khê ạ? Đúng vậy. Cò đất ấy rất thiêng, được người dân lui tới hương khói. Nếu có một ngôi chùa lớn thì đó sẽ là nơi để dân chúng có nơi thờ phụng, chăm lo mặt tinh thần. Ờ, cũng đúng ạ. Có điều, xây chùa chiền mất rất nhiều công sức và tiền bạc. Công cuộc xây dựng ở vùng đất mới còn bộn bề, cần nhiều sức người sức của cho xây dựng những thứ khác quan trọng hơn ạ. Vậy thì ngươi nhầm rồi. Việc xây chùa chiền hết sức quan trọng. Nhiều năm trước, sau khi khởi dựng cơ đồ, ta còn đón nhận nhiều đợt dân di cư từ đằng ngoài vào. Phần lớn họ đều là dân nghèo. Để dân chúng cảm thấy yên ổn trên vùng đất mới thì phải lựa chọn cho họ một bệ đỡ về mặt tư tưởng. Ta xây chùa chiền, phát triển đạo Phật chính là để trấn an về mặt tinh thần người dân trong buổi đầu khởi nghiệp hôm nay. Vậy thì thần sẽ mau chóng cho người phác thảo một ngôi chùa lớn để xây trên đồi Hà Khê. Ngôi chùa ấy cũng lấy luôn tên là chùa Thiên Mụ có được không ạ? Rồi đây sẽ là một ngôi chùa đẹp và đặc sắc nhất vùng. Sau này, nơi đây sẽ là điểm ghé thăm của rất nhiều người. Ui, chùa đẹp quá. Chùa đẹp quá. Ờ, phải. Trong những năm tới, ta sẽ cho xây thêm nhiều chùa chiền trên mảnh đất này, biến đạo Phật trở thành quốc giáo. Chúa thượng sáng suốt. Việc dựng chùa Thiên Mụ bên bờ sông Hương và nhiều chùa khác trên vùng đất Thuận Quảng đã cho thấy sự tôn sùng Phật giáo của Chúa Nguyễn Hoàng. Đây là sự tính toán rất khôn khéo của ông và cũng là bước đi quan trọng trong việc xây dựng chính quyền đàng trong. Năm 1600, sau khi từ Bắc trở về, Nguyễn Hoàng quyết định ly khai khỏi đàng ngoài, xây dựng đàng trong thành chính quyền riêng. Năm 1602, sau chuyến kinh lý vào Quảng Nam, nhận ra vị trí yết hầu của miền Thuận Quảng, ông liền dựng dinh và cho con là Nguyễn Phúc Nguyên trấn nhậm. Đây là một sự kiện quan trọng trong công cuộc xây dựng cơ đồ của Chúa Nguyễn ở đàng trong. Phụ vương. Phúc Nguyên đây hả? Con chuẩn bị cho chuyến kinh lý sắp tới của cha con ta tới đâu rồi? Mọi thứ đã xong hết rồi ạ. Chuyến đi Quảng Nam lần này, cha định đi trong bao lâu ạ? Quảng Nam đất tốt dân đông, sản vật giàu có. Số thuế nộp vào nhiều hơn Thuận Hóa, mà số quân thì cũng bằng quá nửa. Ta thường để ý kinh dinh đất này. Lần này ta muốn có một chuyến đi dài để xem xét tình hình. Vâng, thưa cha. Ở đây có một dải núi cao, răng dài mấy trăm dặm, nằm ngang đến bờ biển. Quả là nơi cảnh đẹp núi kỳ. Chỗ này là đất yết hầu của miền Thuận Quảng đấy. Cha con ta hãy vượt qua núi xem xét hình thế xem thế nào. Phúc Nguyên, con xem. Ta thấy xứ này đầy nguồn hiểm yếu, cửa biển vững chắc. Chúng ta nên dựng hành điện kho tàng để chứa thóc tiền, mưu toàn việc lâu dài. Ta sẽ cho lập dinh gọi là dinh chiêm để làm lỵ sở của vùng đất Quảng Nam. Nghĩa là phụ vương muốn biến nơi đây thành trung tâm kinh tế, một hậu phương vững chắc cho Thuận Hóa để đối đầu với họ Trịnh ở phía Bắc, phải không ạ? Con nói rất đúng, nhưng còn chưa hết đâu. Ta nhận thấy nơi đây có thể trở thành trung tâm phát triển kinh tế cho đàng trong, nhất là kiểm soát hoạt động của buôn bán ở Hội An. Hội An ạ? Đúng. Hội An sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn đấy. Với việc thành lập dinh trấn Thanh Chiêm, ta sẽ kiểm soát được các nguồn thương phẩm. Các thương nhân ngoại quốc khi tới buôn bán tại Hội An phải lên trình báo quan trấn thủ tại đây. Chỉ khi có được sự đồng ý của quan trấn thủ, các thuyền buôn mới được phép cập cảng Hội An. Hoạt động thương mại diễn ra tấp nập tại Hội An sẽ mang lại nguồn thu rất lớn, tạo nên tiềm lực giúp chúng ta vừa đứng chân vững chắc trên vùng đất mới, vừa không ngừng mở rộng lãnh thổ về phương Nam. Con hiểu rồi ạ. Thay vì chỉ chú trọng vào nông nghiệp, cha có tầm nhìn hướng hẳn về phía biển và về các thương nhân ngoại quốc để phát triển kinh tế. Ý định của ta là vậy. Nhưng có thực hiện được tốt hay không thì còn trông chờ nhiều vào các con. Phúc Nguyên, sau khi thiết lập dinh trấn Thanh Chiêm, ta muốn giao quyền quản lý dinh cho con. Con hãy trấn nhậm dinh Thanh Chiêm và cố gắng làm cho tốt. Vâng, thưa cha. Năm 1602, Nguyễn Hoàng cho lập dinh trấn Thanh Chiêm
thông qua việc lập dinh trấn Thanh Chiêm, Nguyễn Hoàng đã lựa chọn đề cao kinh tế ngoại thương để làm bệ đỡ cho chính quyền của mình. Nơi đây được coi là một trong những thủ phủ lớn của Đàng Trong và đóng vai trò quan trọng đặc biệt về kinh tế và quân sự dưới thời các chúa Nguyễn Trị. Năm 1613, sức khỏe của chúa Nguyễn Hoàng giảm sút. Ông triệu hoàng tử thứ 6 là Nguyễn Phúc Nguyên vào hầu. Lúc này biết mình sắp không qua khỏi, Nguyễn Hoàng đã có những lời căn dặn đối với người kế nghiệp mình. Trong đó, ông thể hiện tầm nhìn hướng mạnh mẽ về biển khi nhấn mạnh những nguồn lợi mà biển mang lại. Các ông các bà nghe tin gì chưa? Nghe nói chúa tiên đang ốm nặng lắm, đợt này không biết có qua khỏi hay không. Năm nay chúa đã gần 90 tuổi rồi, vẫn biết sinh lão bệnh tử là chuyện thường. Nhưng nhỡ ra chúa gặp mệnh hệ gì thì con dân chúng ta biết dựa vào ai đây? Đúng vậy, từ ngày vào Đảng Trong, chúa cai trị khoan hòa, việc gì cũng thường làm ơn cho dân. Ngài uy lược xét kỹ, nghiêm minh đức độ, không ai dám lừa dối, dùng phép công bằng răn giữ bản hộ, thực đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho vùng Thuận Hóa chúng ta. Chúa tiên vỗ về dân chúng mất chục năm, dân hai chấn đều cảm mến nhân đức. Đấy, chính chúa thượng đã biến nơi đây từ chỗ hoang vắng, không có sinh khí của sự phát triển, thành một chốn đô hội. Giờ người ốm nặng như vậy, thật là... Mọi người chớ đau buồn quá. Chẳng phải chúa thượng vẫn luôn chú trọng đào tạo những người sẽ kế vị mình đó sao? Nếu đúng là công tử Phúc Nguyên sẽ lên kế nghiệp thì thực là tốt quá rồi. Phúc Nguyên con. Phụ vương, con đây ạ. Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung. Anh em trước hết phải thương yêu nhau. Con rồi đây sẽ lên kế nghiệp ta. Nhớ lấy, cố giữ được lời dặn đó thì ta không ân hận gì. Cha, con nhớ rồi ạ. Đất Thuận Quảng, phía bắc có núi ngang và sông danh hiểm trở. Phía nam có núi Hải Vân và núi đá bia vững bền. Núi sẵn vàng sắt, biển có cá muối. Thật là đất dụng võ của người anh hùng đấy con. Ta sớm nhận ra vị trí yết hầu của miền Thuận Quảng nên mới cho con trấn nhậm. Này con kế nghiệp ta, phải khôn khéo, làm sao củng cố quyền lực, mở mang bờ cõi. Đặc biệt, con phải biết hướng nhìn ra biển, mở mang ngoại thương và tiến xa về phía nam để xây dựng cơ đồ cho đời sau. Nếu biết dạy dân luyện binh để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời. Ví bằng thế lực không địch được thì cố giữ vững đất đai để chờ cơ hội, chứ đừng bỏ qua lời dặn của ta. Con xin vâng mệnh cha. Tháng 6 năm 1613, chúa Nguyễn Hoàng qua đời sau khi ở ngôi 56 năm, thọ 89 tuổi. Ông trao lại quyền hành cho hoàng tử thứ 6, Nguyễn Phúc Nguyên. Sau khi kế nghiệp Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Nguyên sửa thành lũy, đặt quan ải, vỗ về quân dân, trong ngoài đâu cũng vui phục. Từ đấy mới xưng quốc tính là họ Nguyễn Phúc.